thấy chưa, hay thấy em sưu tầm vậy chưa? Má chỉ được hết cái chỗ đợt của em đăng hình lên. Thôi tôi vô tôi phốt. Hết đây là tình cảnh chụp hình em ơi, chụp hình em ơi đây chụp hình à. Chọn món rồi đâu ông bạn đi nhau vậy chứ có gì gì rồi bây giờ chờ nước uống thôi. Rồi nước uống đi tham quan. Ừ, má ơi siêu đẹp luôn á, thấy không? Chờ hết nè các bạn. Rảnh lắm, ừ ngồi rảnh. Sự tới. Em còn cha chờ ăn. Em chạy kia. Không. Thái ơi, bữa hè nó lại nó bốc ngang nhiên luôn á. Ngon. Bây giờ đang đi về. Bây giờ chỉ còn đi lấy xe. Đi vô thấy dép nè. Tạm biệt. Ơi em mình chặt chết. Subscribe và like nha. Cái này cũng sẽ up lên YouTube thôi. Cái gì vậy ông?